Công ty Tông Quay Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn thủy sản với triết lý kinh doanh khoa học kỹ thuật, lấy sự thành công của khách hàng làm sự thành công của doanh nghiệp. Không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát triển công nghệ sáng tạo mô hình nuôi tiên tiến, thân thiện môi trường, an toàn sinh học. Trước hiện trạng nghề nuôi tôm đang hướng tới tăng mật độ nuôi nhằm đạt năng suất cao trên cùng đơn vị diện tích, tạo ra áp lực rất lớn về ô nhiễm môi trường do xả thải, hệ sinh thái tự nhiên đang suy thoái ngày càng nghiêm trọng, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, công ty Tông Quay Việt Nam đã nghiên cứu hoàn thiện ứng dụng công nghệ BioBlock nuôi tôm 2 giai đoạn, đạt năng suất từ 7 đến 9 tấn trên 1.000 mét khối tuần hoàn, rất ít thay nước, giảm tối đa chất thải ra ngoài môi trường tự nhiên. Năm 2017, công ty Tông Quay Việt Nam đã triển khai thí điểm mô hình nuôi tôm BioBlock 2 giai đoạn tại một số khu vực trọng điểm như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, đạt được tỷ lệ thành công rất cao nhờ ưu điểm vượt trội của công nghệ BioBlock với hệ vi sinh dị dưỡng phân giải chất hữu cơ từ phân tôm giữ môi trường ao nuôi sạch, vi khuẩn tự dưỡng nitrat quá, làm giảm khí độc NH3, NO2, giúp tôm nuôi luôn khỏe mạnh, an toàn trong môi trường, ít vi khuẩn gây bệnh, từ đó ao nuôi rất ít thay nước, làm giảm chi phí nuôi trồng, được khách hàng tiếp nhận và ủng hộ rất lớn, tạo ra hiệu ứng tích cực trong ngành nuôi tôm. Mô hình nuôi BioBlock 2 giai đoạn Tông Quay với đặc điểm vượt trội về mật độ ương giai đoạn 1 có thể ương từ 4.000 đến 8.000 bó trên 1 mét khối nước, sử dụng thức ăn công năng BQ Aqua Tông Quay trong suốt quá trình ương từ 25 đến 30 ngày. Trong suốt quá trình ương không thay nước, vẫn đảm bảo các thông số môi trường pH, kiềm, NH3, NO2 luôn được quản lý trong giới hạn an toàn. Nhờ sự hoạt động hiệu quả của hệ sinh thái BioBlock giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn VDOSB gây bệnh gan tụy và phân trắng trong môi trường nuôi, từ đó đạt được tỷ lệ thành công trong giai đoạn ương trên 95% trong thời gian vừa qua tại khách hàng Tông Quay. Tập đoàn Tông Quay với đội ngũ nghiên cứu hùng mạnh tạo ra sản phẩm thức ăn dinh dưỡng cao, bảo vệ gan ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giúp tôm tăng sức đề kháng, nhanh rút đầu con. Cụ thể, sản phẩm thức ăn công năng BQ Aqua với tính năng vượt trội, nâng cao sức khỏe gan tụy, giúp tôm tăng tỷ lệ sống, kết hợp thức ăn tăng trọng với công thức dinh dưỡng đặc biệt, giúp tôm nhanh lớn, đạt size tôm lớn, rút ngắn thời gian nuôi, giảm chi phí nuôi trồng, tăng lợi nhuận. Tổ hợp thức ăn công năng BQ Aqua và thức ăn tăng trọng, gan khỏe, ruột đầy, đạt size tôm lớn, tăng cao lợi nhuận. Xin chào anh Vinh, đầu tiên cho phép em xin đại diện cho công ty Tông Quay Việt Nam gửi lời cảm ơn đến anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty Tông Quay Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Dạ thưa anh, được biết thì trong thời gian vừa qua thì mình có nuôi hai ao sử dụng thức ăn công năng, thì anh có thể cho em biết là tình hình của hai ao đó hiện tại là như thế nào? Thì nói chung anh sử dụng công năng này cũng được, thì thức ăn cũng tốt, thì cho tôm ăn thì cái gan ruột thì thấy cũng được. Thì mình sử dụng tôm mình năm nay là bữa nay là cũng được rồi, bốn mấy con rồi, tám mấy ngày. Thì mình cũng sử dụng công năng này thấy cũng được đó, mình không cần cộng thuốc nữa, mình sử dụng công thức ăn nó khỏi sử dụng cộng thuốc. Được biết thì ở cái vùng của mình ở đây á, thì sử dụng cái đợt thả so với hai cao thức ăn công năng vừa rồi là sử dụng thức ăn thường cũng rất là nhiều. Thì qua cái khảo sát của anh thì anh thấy những cái khách hàng mà sử dụng thức ăn thường so với hai cao thức ăn công năng của mình như thế nào vậy anh? Thì nói chung thức ăn thường thì nó chậm hơn thức ăn công năng chút. Ví dụ mình ăn thức ăn công năng, ví dụ 60 ngày thì mình được 60 con. Thức ăn thường kia thì nó dụ 60 ngày nó cỡ 100 con. Thì mình thấy sử dụng công năng này cũng được. Đặc biệt là có cái là không trong thuốc, mình tiết kiệm được cái chi phí thuốc trong quá trình nuôi nữa anh. Thì đúng rồi, mình không có trộn thuốc nữa. Ruột ra nó cũng được, thức ăn công năng này cũng tốt. Dạ, cho em hỏi là diện tích nuôi của mình ở đây khoảng bao nhiêu vậy anh? Diện tích 3 hồ này khoảng 1.500. Và ở đây mình, hiện em đang thấy có một cái ao dèo, là diện tích ao dèo của mình khoảng bao nhiêu?
Diện tích rau dèo 100 mét vuông. Là mình dèo khoảng bao nhiêu giống vậy? Cái này anh dèo 400 bót. Là dèo khoảng bao lâu thì mình có sang ra để mình nuôi giai đoạn 2 vậy? Dèo hai mấy ngày anh đưa ra. Vậy là mình dèo theo quy trình gì anh? Cái này nuôi theo quy trình bao lắm. Trong quá trình nuôi là mình sử dụng thức ăn của dụng thức đâu ăn tôm quay. Thức ăn công năng thôi. Công năng. Là mình ở đây là mình nuôi vụ này là được bao nhiêu vụ anh? Vụ này là vụ thứ hai. Là vụ trước mình nuôi là có thành công không anh? Vụ trước thì cũng thành công đó. Ba hồ này thì anh thu cũng được 12 tấn. 12 tấn là thời gian nuôi khoảng bao lâu anh? Thời gian khoảng 4 tháng. Vậy là mình lợi nhuận có cao không anh? Thì năm nay cái giá tôm thì nó không được cao thì cũng được, lợi cũng được khoảng 500. Anh có nhận xét gì về thức ăn công năng mà mình đang dùng không anh? Cái nhận xét thì cái đó anh chưa có biết, nhưng mà có một cái là thì ăn nó cũng được đó. Dạ. Vậy là chúc anh có một vụ mùa thành công tốt đẹp ạ. Dạ. Thay mặt công ty Đông Quay Việt Nam thì con xin gửi lời chúc mừng đến chủ Tư Lâm. Thì được biết là trong tháng 5 vừa rồi thì mình có một cái kết quả nuôi trồng rất là thành công. Thì chú có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái hiệu quả nuôi trồng của mình vụ vừa rồi được không ạ? Vụ vừa rồi chú nuôi là 90 ngày. Dạ. Xây 34 con mà thu 17 tấn. Dạ. 17 tấn tôm. Dạ. Thấy thức ăn công năng này nó hiệu quả cao, rút ngắn thời gian. Dạ. Cái 17 tấn cơm mà cái lượng thức ăn của mình sử dụng là bao nhiêu chú ạ? 20 tấn. 20 tấn. Và cái lợi nhuận sau cùng của mình là đạt bao nhiêu chú? Lợi nhuận sau cùng trừ hết phí này nữa là lời được 1 tỷ. Dạ. Thông qua kết quả nuôi trồng của chú thì 90 ngày nuôi về sai tôm là 34 con, mà cái tổng thu hoạch của mình là 17 tấn tôm, mà cái hệ số thức ăn của mình thì khoảng 20 tấn. Thì vậy chia ra là cái hệ số FCI của mình đó thì nó nằm khoảng 1.10 mấy. Thì không biết là thông qua cái kết quả vừa rồi á, thì chú Tư có cái đánh giá như thế nào về tổ hợp thức ăn công năng cũng như là hàng trang trọng nô mới của mình? Cái ba thức ăn công năng này, nô mới này nuôi rút ngắn thời gian là trong vòng 90 ngày. Dạ. 3 mét con là rút ngắn thời gian. Dạ. Dạ. Dây lớn thì nó rất mau. Ừ. Nó rút ngắn thời gian vậy đó. Dạ. Thì dạ, bên cạnh đó thì cái chi phí của mình là nó sẽ thấp đúng không chú? Thấp nhiều lắm. Dạ. Đây, chúc mừng chú có một kết quả rất là tốt. Và xin thay mặt công ty Đông Quay một lần nữa là xin gửi lời cảm ơn đến chú đã đồng hành và tin tưởng sản phẩm thức ăn công năng cũng như là hàng trang trọng nô mới của công ty. Và xin chúc chú là sẽ có những cái vụ nuôi thành công trong tương lai. Và xin cảm ơn chú. Thì sau khi mà trong quá trình nuôi tôm thì tôi cũng đã có cái dèo tôm của cái bình thường theo cái chương trình khác, nhưng mà so với chương trình dèo tôm lóc này thì tôi thấy hiệu quả rất cao. Tại vì nó có mấy cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mình không thay nước, với điều kiện những cái vùng mà nước khó khăn thì như vậy rồi mình không thay nước thì mình thấy nó cái hiệu quả nó rất là rất cao. Cái thứ hai nữa là cái thời gian dèo, mà cái chi phí thức ăn là chi phí qua mà để cho cái xử lý nước vào là rất thấp. Thì rồi sau khi mà thực hiện là trong quá trình nuôi nữa thì so với cái thức ăn của công bay này so với cái các thức ăn khác thì mình thấy cái thức ăn là nó thấp hơn so với các cái dòng thức ăn khác. Thêm một cái nữa là trong quá trình nuôi mà dèo lóc thì thể hiện là tôi thấy là cái gan con tôm với cái ruột con tôm, cái gan rất tốt, mà cái ruột đó là như nó nông cái ruột con tôm ra nó lớn, mình thấy rất rõ ràng. Thì quan điểm của tôi thì tôi thấy là nếu mà những cái vùng nuôi thì để tiết kiệm chi phí thì mình nên là nuôi dèo lóc này, thì mình thấy cái hiệu quả rất cao. Dạ, con chào chị, con là nhân viên của bên công ty Đông Quay. Thì theo phía công ty vừa rồi thì được biết là Chín đã và đang áp dụng cái mô hình ương bưu lốc Đông Quay. Thì Chín cho bà con mình được biết là cái hiệu quả và cái ưu điểm của mô hình này so với cách ương thông thường khác. Cái mô hình mà ương bưu lốc
thì nó đem lại một cái số lợi ích cho mình so với thường thường. Dạ. Thứ nhất cái đặc điểm nổi trội của nó là giảm được cái lượng thức ăn. Giảm được thức ăn. Dạ. Cái thứ hai nó là nâng cao cơ thể sống. Cái thứ ba nó không chăm sóc nó sẽ tiện được nhiều hơn. Dạ. Không chăm tiện. Cái thứ tư là cái chất thải của mà nó thải ở khu vực của mình nó sẽ giảm được nhiều lắm. Giảm được nhiều. So lại cái mô hình mà để ương thường thì hiệu quả nó sẽ tích cực. Và với cái hiệu quả như vậy thì trong những vụ tới thì chính có thể tiếp tục ương theo mô hình này nữa không ạ? À? Thì tất nhiên là nó đã hiệu quả mình nó được rồi, mình sẽ làm tiếp tục. Và bên cạnh đó thì cái lốc nó lên, mình theo dõi nó cũng hơi so với người đồng dân hơi khó. Mình cũng phải tỉ mỉ một tí. Nếu mình có ý mình vẫn làm được bình thường tốt. Qua cái mô hình của farm mình thì nuôi lần đầu. Nhưng mà cũng làm thấy hiệu quả. Hiệu quả. Còn vậy thì con cũng cảm ơn Chín rất là nhiều. Hy vọng trong thời gian tới thì công ty Tông Quê như là đội ngũ Tông Quê sẽ hỗ trợ cho Chín được nhiều hơn về mô hình này và thành công hơn nữa. Rồi, quá tốt. Dạ, xin cảm ơn anh Chín.